Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cùng với các bạn món thịt đông, một món ăn rất là đơn giản, dễ làm. Mời các bạn cùng vào bếp và làm cùng mình nhé. Để nấu được món thịt đông, hôm nay mình mua một tai heo, một thịt chân giò và một ít da heo. Nếu các bạn không thích ăn tai heo thì có thể thay thế bằng chân giò cũng được nha các bạn. Và mình có chuẩn bị thêm một ít nấm mèo. Nấm mèo mình mua về và cho nước sôi vào để ngâm. Phần thịt và phần tai heo thì mình mang đi bóp với lại muối và chanh để cho khử hết mùi hôi. Thịt đông thì ăn rất là tiện, các bạn có thể nấu nhiều rồi sau đó cho vào tô, bỏ vào tủ lạnh ăn dần cũng được. Sau khi tai heo và thịt heo được bóp với chanh với muối thì mình sẽ rửa lại bằng nước sạch. Sau khi mà rửa sạch rồi mình đem phần tai và phần thịt đi mình luộc sơ. Mình chỉ để nước sôi tầm 1 phút rồi sau đó tắt bếp. Mình sẽ đem đi và cạo hết phần lông ở phần tai heo và da heo cho sạch sẽ. Tất cả mình đã cạo và rửa lại sạch sẽ rồi, bây giờ mình đem đi thái. Phần da heo mình thái miếng vừa ăn. Phần da heo có dính chút xíu mỡ, nếu bạn nào không ăn được mỡ thì dùng dao cắt bỏ hết phần mỡ đi. Tiếp đến là phần tai heo và phần thịt heo thì mình cũng thái miếng nhỏ vừa ăn. Nếu các bạn không ăn được mỡ thì cứ lọc hết mỡ bỏ đi nha các bạn. Nấm mèo thì mình đã rửa sạch, bây giờ mình sắt miếng to to cũng được để ăn cho giòn nha các bạn. Mình cho hết phần thịt và phần tai vào một cái thau lớn sạch. Mình nêm vào đây là 2 thìa hạt nêm, 1 phần 2 thìa muối, 1 phần 2 thìa bột ngọt và 1 phần 2 thìa đường. Mình trộn đều cho tất cả các gia vị ngấm vào thịt. Mình ướp thịt tầm 15 phút nha các bạn. Để cho phần nấm mèo mà được ngon á, mình sẽ đi xào sơ cùng với một chút xíu dầu. Bây giờ mình phi thơm ít hành tím lên. Sau đó mình cho nấm mèo vào, cho thêm vào đây một ít hạt nêm. Đợi cho hạt nêm tan thì mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Thịt cũng đã ướp được 15 phút rồi, bây giờ mình đi xào thịt. Bắc một cái nồi lên trên bếp, phi thơm ít hành tím. Cho hết phần thịt và phần tai heo vào. Mình xào qua xào lại để cho phần thịt và phần tai heo săn lại. Khi mà phần thịt với lại tai heo đã săn lại rồi thì mình cho nước lọc vào. Phần nước lọc thì các bạn cứ đổ ngập thịt nhé. Mình cứ để lửa lớn để cho nước sôi lên. Sau khi mà nước đã sôi lên rồi mình hạ xuống lửa vừa và vớt hết phần bọt đi để cho phần nước trong. Mình cứ vớt 2-3 lần cho hết bọt rồi sau đó hạ xuống lửa nhỏ. Lại vung lại để mình đun cho không bị cạn nước. Mình hầm thịt trong vòng 30 phút là được nha các bạn. Phần gia vị các bạn cứ điều chỉnh lại sao cho nó phù hợp với lại khẩu vị của gia đình mình nhé. Thịt mình đã hầm được 30 phút, bây giờ mình cho thêm vào đây 2 thìa nước mắm cho thơm. Tiếp theo nữa là mình cho hết phần nấm mèo đã xào vào. Sau cùng là mình tắt bếp, cho vào đây một ít tiêu xay. Các bạn có thể cho tiêu sọ cũng được cho thơm. Và mình cứ để đó cho thịt nguội đi. Tiếp theo là mình chuẩn bị một ít tô và chén nhỏ hoặc là hộp cũng được để mình đựng thịt. Thịt đã nguội rồi thì mình múc ra tô. Nếu các bạn thích ăn cái phần nước đông mà mềm mềm thì các bạn có thể đổ nhiều nước. Thì phần nước đông sẽ mềm. Mình chia đều mỗi tô có thịt, có tai heo, có nấm mèo. Ăn sẽ rất là ngon nha các bạn. Thịt đã múc xong, bây giờ mình mang bỏ tủ lạnh nhé. Đây là thịt đông mình đã để trong tủ lạnh 5 tiếng. Hôm nay mình sẽ ăn kèm thịt đông với lại một ít củ kiệu. Nhìn rất là hấp dẫn các bạn. Thịt đông chắc các bạn để 2-3 ngày cũng không bị chảy nước nha. Thịt đông này cũng rất là dễ làm. Các bạn có thể làm ăn hàng ngày hoặc là những dịp Tết thì các bạn có thể làm và bỏ tủ ăn dần. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký và một chia sẻ để mình có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video tiếp theo nữa nha các bạn. Chúc các bạn thành công.